sáng, chúng ta sẽ nghiên cứu về cặp mà USD Japanese. Chúng ta có thể mở lệnh ngay buổi sáng ngày hôm nay với lệnh của chúng ta. Và vì sao lại như vậy, chúng ta sẽ xét được các cặp tỷ giá cũng như là các cái thông số, ví dụ như là ADX. Chúng ta thấy ADX đang ở vùng 39 là chúng ta có thể đặt được lệnh mua cho cặp USD Japanese. Trong cái cú đột phá của Japan Yen trong cuối tuần qua thì hôm nay thứ hai chúng ta nhìn thấy là có một cái sức đột phá từ phiên Á, và phiên Á chúng ta đẩy chặt chẽ được cái đồng New Zealand và đồng Japan Yen. Thì đồng Japan Yen chúng ta nhìn thấy ở phiên đến thứ hai trong H1, chúng ta thấy có một cái cú này gọi là tiếp đà của phiên đến trước rất là bứt phá. Do vậy cái cách mà xử lý được trong cái lệnh này là có thể ngay lập tức chúng ta có thể giao dịch được đối với một cái tỷ lệ scalping ngắn hạn và mua theo. Ngoài ra chúng ta cũng xét theo cái tỷ lệ volume là 1.398 có cho được cái đạt cái tỷ lệ. Chúng ta lại xét ở cái tỷ lệ của Ichimoku, chúng ta thấy rằng là chân Ashi cũng thấy là chân trắng tiếp theo đà của cái chân trắng và đến cao của từ sáng sớm đối với phiên Á. Do vậy là chúng ta tin tưởng rằng đây là vấn đề rất là tốt. Chúng ta thấy được ADX ở cấp độ 39.14 là một tỷ lệ rất mạnh trong phiên Á đà lên, thì sức mạnh của thị trường giúp cho chúng ta thấy được tin tưởng lệnh mua đã đi 75 vùng mua với đà tăng mạnh. Nó chưa đạt được vùng vượt mua để chúng ta có thể bán và đón đỉnh, nhưng ở cái vùng mà mua là 75 và ADX 39.75 cho chúng ta yên tâm về lệnh này. Ngoài ra stop static cũng ở mức độ 70 khiến cho củng cố cho RSI sức mạnh xu hướng, sức mạnh thị trường khiến cho hai ngày có thể đạt được. Đó, chúng ta nhìn thấy một cú theo chân của cái lệnh scalping rất ngắn hạn trong phiên hàng ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy được là hệ thống của chúng ta, đặc biệt là stochastic, Milam, RSI và ADX giúp cho chúng ta có một cái cách. Thì như chúng ta biết thông thường buổi sáng để mà giao dịch trong thời gian thực, khi chúng ta ngồi vào máy, chúng ta sẽ thấy được toàn bộ tất cả các cặp theo tỷ lệ. Chúng ta có thể xem ở cái trang web ở Bollinger Band. Bollinger Band trong cái phiên Á, chúng ta thấy được rằng tất cả các phím nhỏ nằm ở phía trên. Chúng ta đánh cặp là Japan Yen trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta thấy Bollinger Band đang mở ra các cây nến nhỏ sẽ đều trên giải giữa. Giải trên của Bollinger Band được chia đều bởi ba giải, đường trên, đường giữa và đường dưới. Giải trên đang đón chờ tất cả những tín hiệu của nến lên, giải dưới vẫn mở ra và cũng có sự theo đà của cây nến đi lên. Do đó chúng ta thấy được hệ thống của chúng ta có thể trong một cú ra lệnh nhanh scalping ở buổi sáng yên tâm là lệnh của Japanese. Thì thực tế chúng ta xét xem trong tin tức buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 25 tháng 5, vào lúc 11 giờ chúng ta có tin của USD đối với giờ sáng. Đây là tin màu vàng, do đó là biến động của USD Japan Yen chúng ta cũng phải xem form phát biểu. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy được buổi chiều nay của đồng New Zealand. Do vậy là chúng ta sẽ xem đồng New Zealand. Ở đồng New Zealand chúng ta kéo sang New Zealand USD cũng có một số đà mà chúng ta thấy được là đang có cú quay đi xuống. Do vậy chúng ta sẽ để ý quay buổi sáng khi ngồi vào máy, thông thường chúng ta sẽ thấy được là các cách để chúng ta giao dịch đồng nào cụ thể. Canada, Japan Yen, New Zealand và một số cái đồng của phiên Á hay biến động như là đồng HKD chúng ta có thể xem xét. Rồi đồng AUD chúng ta có thể xem xét. Đó là những cái mà chúng ta sẽ để ý. Nhưng ở buổi sáng nay chúng ta đang theo dõi cặp USD Japan Yen, chúng ta sẽ thấy được là một cái bài cho một cái cú hích mà chúng ta chờ cái điểm lên là trong cái nến thứ nhất. Đó chính là cái mà chúng ta xem xét. Cụ thể chúng ta thấy được cụ thể chúng ta sẽ thấy
sớm, hoặc là đạt được cái thỏa thuận giữa cái việc mà chúng ta cân đối cái tài khoản để chúng ta có thể nghiên cứu và chốt lời. Và vì sao chúng ta lại có thể là yên tâm giao dịch và chúng ta biết được vào cái hệ thống của chúng ta, thì thông thường chúng ta sẽ xét là các cặp từ cái việc Bollinger Band, Stock Traffic, rồi các cái chấm pa bôn sa cũng đang cho cái thỏa thuận của cái việc là đi lên, khiến cho hệ thống của chúng ta bắt đầu từ ADX cố xuống đi lên với một số lượng mạnh, và RSI là sức mạnh của thị trường.